Xin chào. À, hôm nay gia đình lên đi Đà Lạt chơi. Làm biết cái gì đi Đà Lạt máy bay. Oh yeah, lần đầu tiên đi máy bay nè. Không biết thì sao. Bình thường em bé vô máy bay thì nó sẽ khóc đúng không? Chị thở luôn rồi. Thì để xem thử là Mick and Jay đi bản lĩnh như thế nào nha. Tới sân bay rồi. Không biết lát được xe này check in như thế nào đây. Đang nổi điên rồi nè. Đây. Chỉ đói thôi, mệt thôi.
kênh. Ở đây cũng có cái view siêu đẹp nha. Wow. Đẹp dễ sợ. Đẹp mẹ. Welcome. Ôi, đẹp quá. Em, nên có cái sửa ra. Này, phòng của ba mẹ. Đẹp lắm ba mẹ. Không tưởng tượng được. Đi là hết khóc nha. Chút xíu hả? Bà lê vui không bà? Đi chơi vui không? Đầy mệt quá à. Ồ, này chụp hình đẹp lắm. Em đây. Ê, Long đã đến rồi. Hello, hello. Hello, Nick. Hello. Hello, Nick. Nick with his beard. Đồ ăn ra rồi. Món hải sản xào nộm hai môn. Ngon quá. Rồi, bây giờ đi ăn tối nè. Có kìa. Có kìa. Dễ thương quá. Trời đấy. Nãy ông Khang ở trong phòng thì khóc la quá trời. Xong mà đi ra ngoài ngủ luôn. Ngủ luôn. Về luôn. Vì em ăn đi ăn tối. Hay. Này là dân chơi đi chơi rồi. 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 Xin chào. Dạ cơ. Hello. Ngon lắm.
How does the wolf say? Ow. Ow. Dễ thương quá nè, Nick dễ thương quá nè. Hello. Yeah, I don't like camera. Ow. How does the wolf say? Ow. Mới ăn xong rồi bây giờ về lại mấy chuyện nó trốn trốn như thế mà ứ à. Phần 1 của chuyến đi Đà Lạt đã kết thúc. Mọi người nhớ like và subscribe channel này nha, để mình biết lúc nào Linh sẽ upload một cái video mới của chuyến đi. Nhớ đón xem phần 2 nha. Bye bye.